Đấy thì em lấy ra chọn ra một con cái nhé, hay hoặc là một đôi, riêng này được một đôi đấy, một con đực một con cái vào. Đây, lợn này. Đàn này chết 8 con à? Đàn này 8 con, có một con bị à sướng chết một con. Ui đi, mình ngán nhất đi xuống cái đường này luôn đấy, nó trơn kinh luôn. Ôi. Vừa nói khỏi mồm xong. Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nắng Cao Nguyên đang có mặt tại điểm trường của thôn Cán Lục. Hôm nay thì Nắng Cao Nguyên cũng sẽ đi vào các hộ gia đình để trao lại cái số tiền của Hội Thiện Nguyện Anh Công Vũ, là hỗ trợ là thêm 50 triệu đồng. Trong đó là có 22 triệu 500 nghìn là hỗ trợ lại cho 9 hộ gia đình mà bị lợn bị chết là do dịch bệnh tả lợn châu Phi ấy. Và còn 2 hộ gia đình trong tổng số 60 hộ nữa là Nắng Cao Nguyên hôm nay cũng sẽ đi trao tặng luôn. Còn lại số tiền là 27 triệu 500 là sẽ mua con giống cho bà con, là mỗi hộ gia đình là sẽ được 500 nghìn. Thì Nắng Cao Nguyên sẽ ra ngoài hỏi xem là giá cả một con giống là bao nhiêu, sẽ vào mua xong là vào để tặng lại cho các hộ gia đình luôn. Và hôm nay thì Nắng Cao Nguyên cũng sẽ lên trên chỗ nhà em Vừ để trao tặng cái số tiền của cô Lâm ở Hải Phòng. Thì cô có gửi cho Nắng Cao Nguyên là 4 triệu rưỡi để mua sắm là giường chiếu này, rồi đệm điếc cho em ấy. Còn số tiền còn lại là sẽ đưa em Chính này, em Lía với lại em Tính, em Tinh. Em Tinh thì lại đi, hôm nay lại đi xuống dưới sông Nho Quế 2 rồi. Đấy, để ăn Tết. Thì cái này thì chiều ngày hôm nay thì mình sẽ đưa hai em đi mua trước, rồi em Tinh thì cũng mua xong là để vào tặng cho em hay sau. Cũng tặng món quà cho em Tuấn và em Hậu nữa mọi người ạ. Thôi bây giờ mình sẽ đi công việc chính trước nhé mọi người nhé. Trời mưa bẩn quá nhỉ, trưởng thôn nhỉ. Đi, đi bây giờ đi lên nhà Vừa trước nhé. Thì vừa nãy trưởng thôn bảo Vừa gửi lợn nhà ai? Gửi lợn nhà Bác Và. Nhà Bác Và ở trên tổ 4 kìa. À, thế bây giờ đi lên trên nhà em trước ấy. Đi, đi lên trên xong là, nhưng mà chính xác gửi lợn hay là bán rồi đấy? Hả? Bán là trưởng thôn ở đây nha, xem nhá. Cứ xem bà con ai mà bán là vào là lập biên bản là phạt luôn nhỉ. Hả? Phạt được không? Vừ. Nhà Vừa là làm ngay gần chỗ nhà Lía phải không? Lía. Hai thanh niên ra đây anh bán à? Đấy, vừa nãy gạ gẫm mãi cả Chính á. Đi, ra đây anh bảo. Mày có mày kiểu gì ấy nhỉ? Xấu hổ à? Đi. À, ở, thế là đứng đấy đợi anh nhé. Vừa thanh niên Chính này rủ mãi ra ngoài huyện xấu hổ không đi, và không đi không tặng quà nữa. Ra ngoài huyện thì để xem thì mới biết mặc quần áo nào vừa chứ. Đấy, ở đoạn đường cũng xong hết rồi mọi người ạ. Đây. Nhưng đoạn ở dưới này thì hơi dốc tí nhỉ, trưởng thôn nhỉ. Trưởng thôn. Mà đoạn đường dưới này hơi dốc đúng không? Đâu đi đường này được không em? Đường dưới á? Đường dưới trơn lắm. Ờ thì đi đường dưới này, mình xem lại tuyến đường này xem là, vì là xe lưu xuống là cũng sợ phết đấy. Ô tô cũng đi được. Ờ anh chào em nhá. Cả nhà đi đâu này? Đi chơi á. Đấy. Cái đoạn này thì nói chung là ok, cũng rộng phết rồi. Ui chỗ này xe máy không đi lên được đâu nhỉ. Trời mưa này. Toàn đất đấy. Đấy. Chỗ này là phải giải đá thêm này. Giải đá thêm vào thì nó mới rộng ra được. Đấy, đi vào chỗ này đỡ trơn. Ủa cái giày mình thì hôm nay sai lầm mọi người ạ. Khi đeo cái giày thể thao đi vào cái đất này nó trơn lắm. Vào đây đi ủng trời này ấy. Ai ra. Đấy, chỗ khúc cua này xem nào. Mà đi thì khả năng xe ô tô đi đoạn này hơi khó.
Thì hôm trước mình cũng đã tính toán lần để mà hạ thêm, có nghĩa hạ cái độ dốc xuống rồi. Nhưng mà rất tốn nhiều đá lắm mọi người. Đấy, đổ bê tông là sẽ đổ ở dưới này, dựng trước này. Đấy. Ở dưới, bắt đầu từ dưới, đầu dưới chỗ nhà em Nu là đổ bê tông trước. Là giật lên mọi người ạ. Mày lu được đường nữa. Vừa anh bảo này, thế anh đang hỏi lại cái ngày xưa em bị lừa ấy, là đợt đấy lừa mất bao nhiêu tiền? Đợt đấy là không có tiền anh ạ. Thế sao đợt trước bảo bị lừa mất cái thằng gì ở Thái Nguyên lừa mất mấy trăm triệu mà? Đây đây á. Ừ? Đây này, kia là mất tiền của là 100 triệu. Hơn 100 triệu à? À. Thế đợt đấy như thế nào? Thế là nó cầm tiền hộ à? Thế nó gửi vào thẻ của nó phải không? Thẻ bên Trung Quốc á? Thế là bắt đầu nó về bây giờ không tìm được luôn. Cái đợt đấy em đi sang Trung Quốc làm được mấy năm? Được. Cái đợt đấy, đợt mà em bảo sang từ lúc 14 tuổi cơ mà. Hả? Được nào? Đấy được bao nhiêu năm? 4 năm à? 4 năm là đứa đầu tiên đi ở với mẹ. À, mẹ bên Trung Quốc cái gì? Bây giờ mẹ vẫn ở Trung Quốc à? À. Thế bây giờ có biết nói tiếng Trung Quốc không? Ai dạ. Đấy, nhà em vừa làm ở đây thì chưa có chuồng trại nên gửi gửi lợn ở nhà bác à. Cái đất này là mua hay là được cho? Lửa cho. Lửa cho cái gì? Hả? Đổi á? Đổi đất ở đâu? Ở chỗ nào? À. Thì nhà em vừa là cũng được ở bên chỗ hội thiện nguyện của anh Công Vũ ấy, hỗ trợ cho là xây một căn nhà đấy. Nhưng mà đất nhà mình có rộng không? Ở đây này, đất đến đâu? Vì mấy hôm nữa xây nhá, là xây nhà phải rộng trên 70m2, 72m2. Tất cả các hộ gia đình ấy. Thì nhà đất là phải rộng. Thì hôm trước mấy anh em là hộ nhau làm giúp nhà em vừa chung dựng tạm quê bạt thôi. Nên là lúc đầu thì cô Lâm ở Hải Phòng hỗ trợ em ấy làm cái mái. Thì mình cũng bảo với cô ấy là thôi bê cái số tiền đấy thì từ từ đã, vì đằng nào cũng phải làm lại nhà ấy mọi người. Đấy. Ừ, anh chào em nhá. Ừ. Ôi đấy. Đấy, kéo điện từ nhà ai xuống đây? Ôi dồi ôi, em bé đang ngủ này á. Không có tí giường chiếu luôn. Ôi dồi, em bé nằm ngủ này. Ôi, thích thích nhỉ. Nằm đất này. Ôi, thôi bây giờ tí nữa nhá, đi ra ngoài huyện cùng anh luôn nhá. Để mua giường chiếu nhá, nhớ chưa? Giường chiếu và chăn này để kê đây ngủ tạm xong rồi. Nhưng mà sao bên này không che nốt bạt đi vừa? Bên này sao không che nốt bạt? Có tiền mua bạt phải che, có tiền mua bạt phải che được sau này nữa để không rõ. Ờ thế tí nữa ra ngoài kia mua thêm bạt luôn. Tí này là phải mua khẩu thật mà. Vì nhà có cháu nhỏ đây này. 5 mét xung quanh cắt ra chia ra là 5 mét. Nhà có cháu nhỏ bây giờ tạm đây thôi thì 200.000 thôi mà. Ừ. Thì bây giờ chưa có giường chiếu đấy. Xem nhà thiếu cái gì không? Rồi tạm thời cứ giường chiếu chứ quan trọng nhất cháu bé kìa. À đây. Anh nhá, hôm nay anh vào anh chi trả luôn cho em cái tiền lợn nhá. Đây là con lợn em xem nào, đánh dấu của Vừ này là con lợn là từ đợt 60 con rồi. Vâng đúng rồi. Hử? Đấy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 triệu này. 2 triệu tư này. Đấy. Đây. 2 triệu rưỡi. Được chưa? Đủ chưa? Đấy nhá, có trưởng thôn đây làm chứng nhá, con lợn nhá, anh dặn lại này, không được bán này, không được thịt này. Nhớ chưa? Để phát triển đàn nhá. Em mà bán mà thịt đi là về anh thu hết luôn đấy. Nhớ chưa?
Đấy, xong là tí nữa đợi anh một tí, xong là em lên trên điểm trường đợi anh trước. Bây giờ anh đi cùng trưởng thôn là đi xem lại mấy con lợn chết kìa, do dịch ấy, hỗ trợ lại cho bà con. Như phải mua lợn thì anh mới hỗ trợ nhé. Thế thì này chết lại một con. Hả? Chết lại, chết xong rồi mua lại. Ừ? Thế thì về này, chết xong rồi mua lại. Ô, tôi gió tụ đá cho nó ít tụ rồi. Đó, gió tụ nhì. Chỉ mà thật tụ tụ đá cho nó ít tụ, ô tụ nhì rồi mà. Trước là mua một con ở chỗ nhà lúa ấy, xong là chết xong là mới mua lại hai con này. Nhưng mà có báo anh là chết, à chết là do bị dịch ấy. Do bị dịch thì báo cho anh nghe. À. Cho mình 9 con này. À, 9 con gì? Rơi vào nhà này một con, trước là nó không có tiền nó chết xong rồi này. Rồi nhờ thì mẹ nó ở chỗ cốt nó được tiền ra, xong nó trả cho con chết xong rồi. Bây giờ mới tiếp tục mua hai con này nợ. Hai con nợ gì? Thì đây nhé. Đấy, thế đúng rồi. Thế thì đánh dấu vào một hộ nhé. Đây anh hỗ trợ thêm nhé. Cái này là cái tiền của anh Công Vũ là hỗ trợ những cái gia đình nào mà bị lợn chết do bị bệnh dịch nhé. Nhớ chưa? Ừ. Nhưng mà anh theo anh nghĩ là bây giờ em có số tiền, em còn nợ người ta bao nhiêu tiền nữa? Hả? Cái đấy triệu tá thì nợ triệu tá là nợ cái gì nữa? Thôi cái này đây ấy, nói chung là đây mình cứ làm đúng theo ấy đi, lợn chết do bị dịch thì sẽ được hỗ trợ lại. Nhưng mà chỉ lần này ấy nhá. Lần sau không có, lần sau chết thì ai nhà nào trách nhà nào thì lấy được tiền đi mua. Đây. 2 triệu 4. Đấy. Anh thu lại cái tờ 100 này, này. Tờ 200 là đủ. Được, đấy, trưởng thôn hơi bị nhanh ấy. Ra lại cái tờ 100 này cho anh. Được. Đúng rồi, chuẩn luôn. Thế trưởng thôn tính toán là hơi bị chuẩn luôn đấy nhỉ. Sau này đồ là cũng có lợn thì anh vào để đồng chất với anh nhé. Đúng rồi, cái này là trưởng thôn là sẽ quản lý hết nhá. Vì lợn này là lợn để phát triển hợp tác xã nhé. Nhớ chưa? Thì nói chung thôi cái số tiền này để bình thơm bớt vào, anh nghĩ là em sẽ mua sắm vật dụng cho gia đình các cháu kìa. Nhá, mày bảo mày không có hoa này thì nhờ những ai mà có xe thì đi mua, hay là hai vợ chồng nhờ anh trông tỉnh bé, hai vợ chồng đi mua một bao ngô về đi. Tí nữa ra ngoài huyện mua luôn. Tí nữa ra ngoài kia anh xong chở xe máy một xuống một bao xong là để lại một tí ăn đấy này. Là mang một nửa bao đi lên trên nhà bác kia để xoay sát để nấu cho lợn nhé. Không thế là bác bà kia đưa mày mang lợn về đây, mày không có chuồn mua đâu. Đấy. Rồi. Ừ. Rồi anh đi đây nhá. Ôi chào em nhá. Đi mình ngán nhất đi xuống cái đường này luôn đấy, nó trơn kinh luôn. Nếu mà bây giờ em thôi quả ơi vừa nói khỏi mồm xong hả, không sao đi được. Chỗ này có nước không nhỉ? Vừa nhà có nước không? Nhà có nước không em? À, cho anh mượn xin cáo nước anh rửa tay đấy. Vừa nói khỏi mồm không? Hả? Ừ. Không, cái giày này nó trơn đấy. Đây cho anh xin ít nước, anh rửa qua cái tay thôi. Hả? Ui giời, bẩn quan trọng cái gì? Không đau là được rồi nhỉ? Anh xin ít nước. Rồi, được rồi. Rồi, thế rồi, đi. Thỉnh thoảng ngã tí không phải bảo. Nhưng mà đi giày trơn lắm, đi đoạn này ghê. Ở dưới tổ, trong 9 hộ này, ở dưới tổ 3, tổ 4 có không? Tổ 4 hình như là không đâu. Xem lại danh sách nào. Đây là cả Lía nữa đúng không? À, vợ Lía anh thấy ở trên kia. À, còn già nữa. Già trước là mình ấy chưa nhỉ? Chưa nhiệm thu 60 con. Chưa nhiệm thu đâu đúng không? Già nữa là thằng này sống là xong hết. Ừ, thế già mua chưa nhỉ? Không vào nữa, chẳng thấy lợn ở trên chuồng sao? Không có lợn thì nhất quyết không nhiệm thu. Phải có lợn nữa. Ôi, không, thế thì không. Cái kiểu đấy thì không hỗ trợ đâu. Bây giờ phải vào xuống gặp được già ở nhà không? Thế đợi ngày mai đi.
Hả? Thì hết tiền ăn lại bán lợn đi thì chết dở rồi. Hả? Nhưng mà xem gọi lía về đã. Thế thì đợi ngày mai đi, ngày mai anh xuống anh ấy nốt. Giày mình chút. Xem bán cho chắc chắc. Đi chết dở. Ai vậy? Hai phát liền. Sợ thật đấy. Đâu mua lợn chưa? Chưa mua à? Em chưa mua lợn à? Đi mua lợn đi, xong để anh còn nghiệm thu. Thì mua lợn về mà phát triển thì mới có ấy chứ. Không mua dê ấy, mua dê đỡ tốn tiền chăn. Thì lúc về mua chỉ lớn. Thế là đi làm thuê ở công ty hết rồi à? Thôi đi, mình đi ra tổ 3. Ở tổ 3 là có mấy người? Lệnh nhà lúa này, nhà lệnh xe này, lại nhà thú lý ở trên này hết. Còn đâu trên tổ 1 đúng không? Tổ 1 là 4. Tổ 2 là 1. Tổ 2 đây, tổ 2 là nhà em đúng không? Đấy, tí nữa lên là nhà công. Trong nhà công không phải chết một con đâu mọi người ạ. Mà đợt đấy chết cả đàn kia là mấy con nhỉ? Đàn kia. Ừ. Một 7 con đúng không? 5 con. Chết 6 còn 1. Ui giời, thời tiết này đi lại khó khăn. Đấy cái chỗ này mấy nữa phải đi làm đường xương cá vào tận thôn thì mới đi được mọi người. Ui giời. Đi. Tí lên xong mình lên luôn tổ 1 nhá công nhá. Đây hôm nay cũng được ngày để đi thăm lại bà con luôn mọi người. Lâu lắm mình không vào thăm từng hộ gia đình rồi. Đấy. Cái tuyến đường này ấy, mai sau là sẽ mở rộng ra, đổ thêm vào mọi người ạ. Công ạ, cái tuyến đường này mình phải mở rộng ra để đổ thêm vào ấy. Cái chỗ này đấy, xác cái cột điện này là đủ 1 mét. Đấy. Cái chỗ này lên trên kia là đủ ô tô đi. Hả? Đủ gì 2 mét rưỡi rồi. Chỗ này 1 mét 6 này. Chỗ này 1 mét thì 2 mét rưỡi. Ngày xưa đổ 1 mét 6 thì mình đổ thêm chỗ này là ok rồi mọi người ạ. Ừ. Này, riêng cái đoạn đường này thì sẽ dùng tận dụng cái nguồn vật liệu đá ở trên để vận chuyển cho nó gần. Nhưng mà đường ở trên kia cũng phải xong trước đã mọi người. Ui, đi một lúc là nóng. Ui, chỗ này nhiều nước thế là bà con dự trữ hố sâu lắm mọi người ạ. Phải 3 mét đấy. Bà con hôm nay ăn Tết ở đâu? Thanh niên ở dưới kia bắt đầu đang chơi sảng, chơi cái trò chơi dân gian của đồng bào người Hơ Mông. Sang nhà lúa trước. Nhà lúa này với nhà ai ở bên này nữa nhỉ? Ừ. Là có 4 hộ mà. Ừ. À ừ, Liếu với Vũ đúng rồi, quên. Ui, củ cải mọi người xem. Củ cải bây giờ chuẩn bị ra. To. Có cái củ cải to như kiểu là cái phích ấy. Bắp cải nhà lũ. Ui, đẹp nhờ. Ui, thích thế. À đấy, mấy hôm nữa này bắt đầu là mình mua của nhà lúa này bán không? Bán để mình mua lên để nấu ăn cho bà con ấy. Ừ thì có bao nhiêu bà con mình trồng rau đầy này, thu mua hộ bà con này, tiền ở tại thôn luôn chẳng thích hơn à? Xong là trưởng thôn nhá, anh bảo là anh dặn này, xong là anh ra ngoài kia anh tìm cái trang trại giống, anh mua cái giống gà đen vào, xong là bắt đầu gọi bà con ra chở giúp anh nữa nhé. Chở ở chỗ từ ngã ba thôi. Chở từ ngã ba thôi. Còn ở ngoài huyện vào thì anh chở cho. Ừ.
Ui dồi. Trời. Có ai nhà không? Lấy trên kia chơi à? Hay ở ngoài kia? Có cửa ngay không? Hay ở ngoài kia? Cây đào này hoa đẹp lắm mọi người nhé. Cực đẹp luôn. Mấy nữa bắt đầu Tết là cây đẹp nhất thôn này. Xong bên cạnh có cây lê hoa nở trắng rồi. Ơi già. Em gọi điện đi, xong là bảo về nào. Đi, anh em tranh thủ ra ngoài kia xem bà con chơi. Ok. Cho lình xe trước, xong tí mình quay lại. Này, củ cải đấy mọi người này. Kinh khủng khiếp chưa? Củ cải to như phích. Lúa đâu? Lúa ơi! Nghe anh bảo! Đang chơi sảng à? Anh bảo này. Đi về nhà đi. Lần trước là nhà em có một con lợn chết là do bị bệnh dịch đúng không? Lợn được hỗ trợ ấy. Vì hôm trước thì cháu và nhà lão vừa mất thì nó ra có dịch chết. Đấy, đi vào xong là anh xem anh hỗ trợ lại, nhưng mà phải mua lại nhá. Bây giờ xem là anh nhà có lợn đúng không? Nhà vẫn còn lợn đúng không? Đấy, thì xong là như em có phải mua thêm hay là để con ở nhà để cho vào hợp tác xã? Đây, bật điện lên cho sáng, nhà mình có điện mà, nhỉ? Sáng như này, đâu anh xem nào? Đợt trước là chết một con đúng không? Đúng rồi. Thế lần này em cho con nào vào? Bây giờ thì bỏ máy với con. Đấy thì em lấy ra chọn ra một con cái nhé. Hay hoặc là một đôi, riêng này được một đôi đấy. Một con đực, một con cái vào. Để vào cho vào hợp tác xã nhé. Thì được rồi, lên đây. Đây nhé. Thì anh hỗ trợ lại này. Cái này là anh Công Vũ hỗ trợ lại cho em nhé. Là do là bệnh lợn bị chết do bị bệnh dịch. Thế để hỗ trợ lại để làm ăn phát triển kinh tế nhé. Đây thì anh hỗ trợ lại cho em là 2 triệu rưỡi nhé. Anh sẽ có dịch thì chết rồi nhưng mà gia đình em muốn lại thôi, không cần phải hỗ trợ được. Không, cái này là của anh Công Vũ hỗ trợ thì anh vẫn hỗ trợ lại. Đây. Đây 2,4 triệu này. Đây nhá, 2,5 triệu. Là anh hỗ trợ lại là cái tiền để hỗ trợ con giống nhá. Như anh dặn này, ngày mai em huy động hết bà con ở tổ 3 để lên làm đường nhá. Vừa Tết thì để vài hô đấy. Không, bây giờ nhá, bà con mình cứ chậm như này nhá. Là không đi làm nữa là anh không làm đường nữa đâu. Là anh kệ, bây giờ cứ kệ tuyến đường đấy, bà con không có đường mà đi đâu. Bà con mình phải chịu khó, nói chung là anh biết là bây giờ đang Tết người Mông, nhưng mình ăn 1-2 ngày thôi, ăn mấy ngày vừa rồi, đúng không? Đấy nhá, anh bảo anh ngày mai mà bà con mà không ra nhá, là anh thông báo lại là anh không làm đường nữa. Vâng, để cho bà con tự đi cái đường đấy đấy, nhá. Nhưng em phải dặn cố gắng bảo bà con ra nhá. Em trực tiếp là cũng là phải ra ấy, nhá. Thôi bây giờ anh đi cho nó sớm. Bây giờ còn mấy hộ nữa, gần đến trưa rồi trao lại cho các hộ gia đình nhé. Thôi không cần đâu. Đi đâu ấy? Thôi, bây giờ để hôm khác nhé. Nhưng ngày mai nhớ nhé, em là trực tiếp là phải ra đấy nhé. Vâng. Nhưng mà bây giờ anh em có đi vào khỏi nhà gia đình khác thì lại không tân sự cùng với gia đình em được. À thôi, bây giờ anh đi để hỗ trợ gia đình khác cho sớm. Bây giờ cũng gần trưa rồi đấy nhá. Anh đi đây nhá. Bây giờ anh em sẽ đi tiếp mọi người ạ. Đấy, mọi người, bà con đang chơi sảng này. Ra xem nào. Đầm, mình phải nói đầm như châu đất ấy. Bẩn đất, không có mưa nữa. Ơi, chào anh em nhá.
Ây da. Anh Chứ chơi ác phết nhỉ. anh chào em nhá. Ừ. Ví dụ xem nào. Ôi, ra đây là xác định rồi. Đồ chơi này khó phết đấy mọi người ạ, mình chơi, tập chơi mãi không chơi được. Ây da. À phết nhỉ, mấy thanh niên này chơi. Ôi, từ từ nhá, bổ vào đầu anh nhá. Thôi anh ra đây một tí đã nhá. Chào anh em nhá. Đây nhà này à? Uống rượu Tết ở chỗ nhà bà. Đi đi lên xem mà con uống rượu Tết. Đi lên đi xem. Chừng 10 ngày chưa chén rượu à? Thế là tốt đấy, phải làm 100 ngày không uống chén rượu nào. Ôi chưa. Đấy, bà con lên này uống rượu Tết này mọi người. Ui dù, chào anh em nhá. Đồng thế. Bà con mình đang ăn Tết à? Ờ, chào anh em nhá. À, anh Lía thì, tí đi về nhà luôn cùng em để em bảo em. Em nhờ tí. Ui dù, các cháu này, mọi người xem này. Đồng thế. Ờ thôi, mọi người cứ ấy đi, anh em đang có việc một tí. Hả? Ừ. Bà con mình. À bà con mình mai đi làm đường nhá. Mai không nghỉ rồi nhá. Mai em bảo này, bà con mình không làm đường là không có đường đi đâu. Mai đi làm nhá. À thôi anh em uống rượu em đi làm một tí xong tí quay lại chơi sau nhá. Lão lên nhá, lão lên ơi. Đây đi đi về đã. Hôm nay anh lâu lâu mới gặp nhau nhỉ. Ờ ok. Thế lần trước đi làm thuê ở kia được đồng nào mang về không anh? Không, đi làm lúc nãy không được đâu. Sao không được? Đi làm phải được chứ. Tám công rồi về luôn. Sao lại tám công? Sao lại về sớm đấy? Ốm á? Ốm về hẳn luôn à? Về luôn. Về luôn à? Không, vừa đã bị ngã phát rồi. Giờ này thì khó lắm. Cố gắng xong hết năm nay có đường mình chưa? Đấy thì bà con mình phải đi làm chứ, chứ cũng ngồi uống rượu kia làm sao có đường mà đi. Ngày mai phải đi làm hết đấy. Chịu khó. Một tí thì với đường với thông thoáng thì chứ. Đây. Đợt trước nhà anh là lợn chết do bệnh dịch đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ là anh đã có con lợn mới chưa? Đã có lợn mới chưa? Có. Đâu? Bà em xem nào. Đi, đi vào trong này xem nào. Anh Lình chưa lấy vợ à? Năm nay chưa lấy vợ à? Hộ nghèo. Mình chăm chỉ làm ăn nhưng mà đi lấy vợ ấy còn gì nữa. Đâu? Con nào đấy? Con bé à? Cho con bé à? Đây xem nào. Đây con này à? Con trong này à? Đây nhá thì anh Lình ơi. Là do lần trước là bị bệnh dịch chết ấy. Thì lần này là anh Công Vũ hỗ trợ lại cho anh là 2 triệu rưỡi để anh mua lại lợn nhá. Ừ. Thì anh mua thêm nhá. Con này bé quá. Con này anh mua thêm đi. Mua thêm một con nữa nhá. Nhưng mà anh phải mua thêm nhá. Công ở đây nhá, bảo anh em nhá. Thì tuần sau em vào đây em kiểm tra lại nhá. 2 3 4 10 đây. 10 này. Đây 12 là 2 triệu rưỡi nhá. Anh nhá. Đây. Ồ không có gì đâu. Cái này anh phải cảm ơn Công Vũ em chỉ giúp đỡ cho bà con thôi. Làm cầu nối thôi. Nhưng mà anh nhớ mua thêm một con nữa nhá. Ừ. Để nuôi.
Ok anh. Thôi cứ như hôm trước em dặn nhé, không được bán, không được thịt nhá. Vâng. À, thế là à lên nhà anh Lía. À thôi anh Lính ơi, em bây giờ em đang bận đi đây, anh Lía đang đợi ở ngoài này. Thì đi mỗi hộ gia đình để trao tặng một chút nhé. Ôi, tranh thủ bà con hôm nay đang có ở nhà, chứ ngày mai đi làm thì không đi trao tặng đi ấy lại được. Nhà anh Lía có lợn ở nhà không? Em còn một con. Một con thì? Mua được một con. Không lộ thì nó cũng chết một con, là hiện tại là mua được một con, nhưng mà nó hôm trước em mua là hơi bị đắt. Mua bao nhiêu? Em tự đi thôi, nhưng mà nó bé quá. Năm nay con nuôi lợn nó lớn chậm lắm. Lớn chậm là chậm, tại mình không cho ăn đúng không? Đâu, lựa cám, lựa dao cơ mà. Cho ăn nữa. Đấy, lần này về hỗ trợ lại thì anh phải nói chung lấy tiền để mua ngô cho lợn ăn nhé. Ừ đấy, mua thêm con nữa, đúng rồi, phải mua thêm con nữa. Ừ. Em bảo này, mua thêm một con lợn đực. Ở nhà có lợn cái rồi đúng không? Không, em mua cả đô. Cả đô cũng là lợn cái, mà lợn lại chết một con. Đấy thì mình mua con lợn đực cái để nuôi, để thịt để bán. Lấy tiền để nuôi cái con cái kìa. Để cho nó đẻ nhiều ra. Lợn đực thì nó, nếu mà mình cho chăm sóc tốt thì nó ra nhanh, nó sẽ lấy, nhưng là nó sẽ phát triển nhanh hơn, nhưng mà lợn cái thì cũng lâu đúng không? Lâu. 8 tháng thế này là nó mới có một đứa. Đúng rồi. Nên mọi người, lợn đen ở trên vùng bà con thì phải nói lợn rất là ngon. Ai lên cũng khen ăn lợn này, mà bà con không phải nuôi loại 3 tháng mà xuất chuồng đâu. Có khi con 1 năm, 2 năm, 3 năm với xuất chuồng. Đấy. Nên là lợn rất là ngon, mà đặc biệt là chỉ có ăn ngô với ăn đây, ăn củ cải đây. Mọi người. Cho lợn đấy. Người không có mà ăn. Ngày xưa là mình chưa biết trồng cái này là chỉ có lên rừng mà để hái cho lợn thôi. Bây giờ là mình trồng rau này là cho lợn ăn thoải mái không? Vâng, mình không mất thời gian mà lên núi đấy. Lại leo cái lên chỗ này nữa mọi người, trơn lắm. Thế mà bà con đi phăng phăng ấy, rồi mọi người đi quen rồi. Đây, đi một lúc rồi, nóng hết cả người. Để chiều nay đi mua đồ cho em vừa xong với các em xong rồi. Lúc vào chuyển đồ vào thì mình lấy ủng đi cho dễ. Chỗ này bà con này bập cầu thang. Đấy. Ây da. Đây. Nhà có chó không anh Lý ơi? Đâu lợn để đâu? Đây. Lợn này, mọi người. Hai con, nếu mà em thích có cái thì mua cái, không thích có cái là mua đực cho là bà vợ mình nuôi. Đấy nhá, thì bên chỗ anh Công Vũ hỗ trợ anh là thêm là 2 triệu rưỡi nữa. Vâng. Để mua lại lợn nhá. Vâng. Lợn không được bán, không được thịt đấy nhá. Vâng, em đây bia biết ạ. Cái này là mình luôn nuôi để giống để phục vụ gia đình, để sau đó là nó sẽ cuộc sống mới đã. Vâng. Đây 2 triệu này. 2 triệu tư này. Vâng. Đây, 2 triệu rưỡi nhá. Vâng. Em xin cảm ơn anh. Và cũng cảm ơn tất cả các bạn trong anh Công Vũ là sẽ hỗ trợ cho em, thì gia đình cũng gặp nhiều khó khăn nên cũng được anh Công Vũ là hỗ trợ rất là nhiều. Thì em cũng xin chào anh Công Vũ và chúc sức khỏe anh với lại các anh các mình được qua mạnh khỏe và hạnh phúc. Ok anh, chúc mừng anh nhá. Vâng, cảm ơn. Đi vào nhà anh Lía thì có 2 vợ chồng mọi người, lấy nhau là được 10 năm rồi nhỉ? Đây em 10 năm rồi anh ạ. Thì vẫn chưa có cháu đúng không? Vâng, chưa có đâu. Đấy, nhà gia đình hiếm muộn mọi người ạ. Đấy. Đây ra cảnh nhà của anh Lía đây. À, trước anh Lía mua cái bộ bàn ghế này bao tiền? Đây em mua 1 triệu ạ. 1 triệu à? Vâng. Của công là mua mấy triệu? 2 triệu. À, của công là có ngăn kéo đúng không? Vâng. Cái này nó khắc gỗ vậy, khắc đẹp hay như nào đó. Ừ. Ô, nhà có 2 vợ chồng, 2 buồng này, chồng ngủ một nơi, vợ ngủ một nơi à? Vâng, như thế. Với lại khi mà
mình có khách thì ngủ ý. Hay là nhưng mà bình thường tối ngủ hai vợ chồng mỗi người ngủ một nơi à? Vâng ạ. Ồ, đâu ngày xưa ngủ nhưng mà bây giờ là có thằng có hai cháu là của thằng em trai nó để ra, không là nó thường thường đã, nó, để nó, đây nào nó cũng lên đây ngủ với mình thì tưởng là hai vợ chồng lại ngủ mỗi người một giường thì chết sợ. Cứ gọi là nếu mà tách tách giường là không phải. Tách giường không phải á? Tách giường không phải chứ. Lúc mà mình có hai thằng cháu bé ra thì mình lại cùng hai cháu bé mình ngủ mỗi người một giường. Đúng rồi, thôi có các cháu ra chơi thì đấy. Hai thằng bé của thằng già. Hai con cháu là nó trên này ngủ ấy. À, ở dưới à ra kiểu không có chỗ ngủ luôn. Không có. Rồi. Có nhưng mà kiểu là nó mình hay nô dưới nó là nó sẽ lên đấy. Nó thích nó không có khôn, nó cũng coi như là nó có bữa ăn gì nó cũng vừa vừa nó ra ăn rồi không thích về nó ngủ à, chung. À, yeah. Thế hôm nào hai vợ chồng phải đi khám đi. Đây em mình đi ra huyện là khám rồi khá nhiều lần rồi nhưng mà còn vào không, cái này phải xuống Hà Nội vào bệnh viện Trung ương. Ừ. Bệnh viện sản Trung ương ấy, và đấy xem khám xem là do vợ hay do chồng. Nếu mà dạo này là em đi vào Hà Nội, mình đi vào làm trong dưới kia là có tiền rồi thì sẽ đưa vợ vào đấy. Ừ. Cứ đặng hứa là nó, em không mười mấy. Vâng. Tháng này mong mùng 10 là 10. Nhưng mà đợi sao đợi gần đến Tết rồi lại đi có không. Mấy hôm. Công ty là người ta không cấm. Là nào không à? Mà nó cho thế nào mà mùng 2 là nó sẽ không cho làm. Ừ. Nhưng mà trong nghỉ bước của tầm 3-4 ngày là vào dịp Tết thì lương nó lại cao hơn. Ừ. Đấy. À đúng rồi thì đấy, mà con mình ăn Tết mông mà chứ có phải ăn Tết đúng. Nguyên đán đâu nhỉ. Yeah. Là mình đi vào thời thế là anh đi làm là làm cái gì? Hôm trước thì em đi vào làm công ty kim khí Thăng Long Hà Nội. Kim khí là mình đi hàn xì à? Không phải hàn xì mà mình là cái đồ chế tạo xe máy. À. Bằng chế tạo xe máy với lại xe ô tô. Ờ thế mình làm anh làm được một tháng nếu mà làm được bao nhiêu? Nếu mà làm đủ tháng thì một tháng được bao nhiêu tiền? Hôm đấy là tam ca là có 8 triệu, nếu mà không thì nguyên lương ngân bạn là 5 triệu. Ờ. Vâng. Là nuôi ăn đấy, họ nuôi vâng. Ăn à? Vâng, ờ, không, mình ăn riêng chứ. Tự ăn riêng à? Bữa trưa. Nuôi bữa trưa, bữa tối về tự ăn. Vâng, tối sáng là mình tự ăn. Ừ. Còn bây giờ nếu mà về xác định đi là trên đi vào công ty Lasse. Ừ. Thì công ty Lasse đó là nó có lương cơ bản là 8 triệu. À. Nếu mà còn chưa tính tăng ca. Ừ. Vâng. Thế nếu em bây giờ em đi nếu không thì em làm hồ sơ đi theo cái quyết định của xã đúng không? Tỉnh, tỉnh, xã. Tuyển dụng lao động thì nó khả năng là em là cố gắng chăm chỉ đi làm, bằng kiếm đồng ra đồng vào về chăm sóc gia đình. Đấy. Vợ thì em chỗ ở nhà để nuôi hai con lợn với lại hàng ngày thì nó đi làm nương đúng không? Nương rồi lại đường. Làm đường. Làm đường với lại đập đá là tất cả thì vợ sẽ làm được. Ừ. Nhưng mà em sợ là bằng công ty thì vợ thì trình độ thì có thấp nhưng cũng không sao, nhưng mà vậy bố trí là một người đi một người lại. Đúng rồi, phải có một người ở nhà đấy, để chăm lo việc gia đình chứ đúng không? Vâng, với lại là tất cả mọi thứ xem là người ta có cái chương trình gì thì chúng mình phải có người tham gia. À. Nhưng mà không là người ta lại bảo là tại sao lại đi hết cả hai vợ chồng ai tham gia nhỉ? Thế là thôi, chúc mừng anh, chúc mấy hôm nữa đi cố gắng làm chăm chỉ nhá. Vâng em. Thôi cảm ơn anh. À. Thì bây giờ em xin phép lên trên nhà công trưởng thôn là nhiệm thu nhà trưởng công trưởng thôn nữa. Đấy trưởng thôn cũng bị lợn dịch chết. Đấy. Thế em nó bảo là nếu thôi không rượu nhá, không uống rượu. Vâng thôi nhá. Anh biết tính em rồi, em đã đi làm em không uống rượu. Vâng em sẽ hiểu anh. Đấy. Thôi em đi đã nhá. Vâng. Cảm ơn nhá. Dạ vâng. Cảm ơn mọi người. Ok anh nhá. Anh Hậu nhá. Với bạn ngày hôm nay vào đây nhá. Vâng. Thôi em đi đây. Vâng vâng. Thôi chào anh Liến nhá. Ôi, mẹ, bây giờ thì mình sẽ vào nghiệm thu nốt cái con lợn của nhà em Công. Bây giờ thì nghiệm thu xong thì trên tuổi 1 thì cũng buổi trưa rồi. Thì nó xong như chúng ta xin được sau khi về nhà em Công là cũng xin được kết thúc video tại đây. Sẽ để thêm một tập nữa vì là cái clip nó cũng rất là dài rồi mọi người ạ. Ui, như thế đó. Cậy ra hết mọi người. Bây giờ cậy ra mới lên được.
Nhét vào cái bánh này luôn đấy. Ơ đi vào nhà công đã, cái này để tí chọc xong. Ôi, chào cả nhà đi á. Đi bộ lúc mà mệt bở hơi tay. Đây thì nhà công thì đây. Anh gửi được tiền luôn nhá. Đấy, tiền lợn chết đi. Đấy. Đây xong là ra xem ấy xong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây 2 triệu 4 này. Đây 2 triệu 1 nhá. Trước kia là nợ của Trắng là 2 triệu rưỡi hả? Hả? Trước là hai con kia thì trả kia là nợ của anh còn nợ em 100 nữa là 2 triệu rưỡi. Anh nợ em 100 à? Đúng rồi. À 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6. Hả? Bây giờ hỗ trợ lại 2 triệu rưỡi không? Ừ. Tiền trước là 100 nữa. Anh nợ em 100 đúng không? Ừ, anh nợ em 100. Ừ. Đây. Thế là anh nợ ấy chứ. Vâng. Đấy là anh nợ chứ không phải là tiền lợn thôi chứ. Không, đợi, không, đợi, không, đợi, tiền lợn mà. À tiền lợn đấy anh đưa em 2 triệu 4 à? Đưa 2, không có tiền để đưa 2 triệu 4 đâu. À ừ. Đợi, 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 đợi em 100. Đây. Không nhắc mà quên luôn chứ sao. Đây gửi lại công nhá. À, con tiếp mua được mua tuần lão mình trưởng thôn cứ có cầm tiền á là đưa cho bạn luôn này giả thủ cứ nhá vừa cái lầu không muốn nó phát sự đâu chứ là chỉ đi tàu đưa xin cho đội chủ nó đâu còn một cái hay đi mua còn là mẹ cho một con 3 triệu về từ đầu tư đâu cái sàn là à cái tủ lạnh chưa lắp à không có cái gì để chứ chưa có cán điện mà chưa lau. Đấy, cái tủ lạnh ngày trước nhà anh dùng mãi mà. Vẫn dùng ngon lắm, mất tủ lạnh cái ké này trước của mình thì cũng chở không dùng nữa mọi người. Nên là cho em công. Không để mình để nước thôi này, để thực phẩm đấy. Hả? Đàn này chết 8 con à? Đàn này 8 con. Có một con rốt ăn bia sứa lợn chết 1 con. Đây là một con. Nhà, nhà trưởng thôn này nhá, bây giờ nhá. Chưa để. Đấy. Nhà em phải dọn lại hết chuồng từ A đến Z luôn thì may ra không. Thế bảo là chỗ này em mua một cái bà khoảng tầm 5m vào xong rồi mình treo cả chỗ này với lại hai bên này xong rồi làm một cái máng để nước hút và chạy xuống dưới kia để chỗ này để khô để mình đi lại để cho lợn với lại để đưa chỗ. Bây giờ nhá, em phải gửi hết lợn bò ra nhà khác. Xong bắt đầu mình vệ sinh lại sạch sẽ làm lại từ A đến Z luôn, phun khử trùng tất tật luôn. Đấy. Thì phải làm. Còn không ấy, nhà em là phải để cái chuồng trại ở hướng khác không, gió máy thì gió nó bắt đầu nó lùa theo cái đường vụ bệnh tật nó cũng theo đường gió nhiều khi ví dụ như Covid đấy. Đấy là nó thổi ra là chuồng trại là bị đấy. Cái này là cái xếp được ra là một ngày. À thưa mọi người thì nói chung bây giờ mình hôm nay cũng nghiệm thu được bao nhiêu con nhỉ? Nhà công này, nhà lía này, nhà được 5 con rồi anh ạ. Được 5 con, còn 4 con nữa ở trên tổ 1. 4 con trên tổ 1. Vâng, bây giờ thì cũng MC thay mặt cho bà con nhân dân ở Cán Lộng mình thì cũng cảm ơn rất là nhiều cho anh Cung Vũ cũng hỗ trợ đỡ cho bà con ở trên vùng cao và cũng sau này cũng bị xảy ra mà do dịch tả lợn châu Phi ấy, thì lại chết mất đi 9 con, anh lại có hỗ trợ lại cho bà con nữa thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều và chúc sức khỏe anh Cung Vũ ở đội tuyển nguyện là chúc sức khỏe anh rất là nhiều, cảm ơn anh ạ. Thì em cũng xin thay mặt bà con cũng cảm ơn hội thiện nguyện của anh Công Vũ vì lần này anh cũng hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình là bị bệnh dịch tả lợn châu Phi chết do cái đợt vừa rồi. Thì em cũng chúc anh luôn có thật nhiều sức khỏe. Thì bây giờ thì Nàng Cao Nguyên cũng xin được kết thúc video đây. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.